Chào các bạn, nên em Thu sẽ giới thiệu với các bạn đây là một cái gốc mai khách hàng vừa đem tới gửi tại vườn mai Số Tâm. Cái mai này cũng 5 triệu, khoảng 5 triệu á. Làm tròn số 5 triệu, chưa tới 5 triệu thấy không? Đây là một cây mai này họ chuyển đến là do cái phong độ họ mua thời gian cũng hơi lâu rồi, giờ nó đã đâm chồi rồi chưa? Thấy không? Nó có tược hết nè. Đây cái tược nó rất là dài bạn thấy không? Thành ra khi mà cây mai á, mai họ bứng họ để dưới đất á, họ bán đó, họ phun thuốc cho rồi thì sau một thời gian thì nó sẽ đâm chồi đó. Con thấy gốc mai rất là đẹp không? Đây, gốc mai rất đẹp. Gốc mai rất đẹp. Cái mai này khi mà thông thường ở ngoài đất á, thì nó thường người ta bứng từ dưới đất họ nó chôn sâu thế này nè, chôn sâu bắt đầu có họ bứng họ moi họ cho rễ nó lòi ra, lòi đôn cái rễ lên nè, họ đưa vô chậu mà thấy không, cái rễ nó rất là đẹp, cho nó rễ nó bung ra nó đều rồi tán mai cũng được. Mai này nếu mà bình thường thì nó cũng không đẹp, tại cái dáng mai này nó dáng mai thấy trực mà hai nhánh, mà nhánh nó cũng không có cân, nên bây giờ người ta sẽ cưa nhánh ra để người ta cho nó lên, người ta tạo thành cái thế mới nè, thấy không? Đây là cái vết này vết cắt nè, vết này cắt xong rồi họ mới kéo bôi keo lên nè, keo rất khô rồi thấy không? Đây, đó, khô rồi. Để im đây thời gian. Khi mà bạn thấy một cây mai mà nó cây mai mà bứng á, bứng vô chậu, bạn thấy nó bung chồi, bung lá non như thế này á, nó là cái sức của nó còn sức khỏe, nó còn ở trong cái thân cây của nó lên, nó vượt thân đệ của thế này đây. Chứ thật ra nó có chưa có bám vô rễ mới các bạn. Thì cái rễ mới nó chưa bám vô chậu rồi, bạn thấy là điển hình là cái cây này đây, này cái hình chậu của nó ta chưa có vô chậu. Đây là chỉ là cái này gọi là cái ta bó lại ở đây, ta vận chuyển đi nó chưa lên rễ mới. Thành ra như vậy là chưa chắc ăn nha các bạn. Tới khi mà mấy cái rễ nè nó phát triển nó lên, nó vô mấy cái chậu mới dạng như vậy à, nó vô chậu mới như thế này thì cây mai nó mới là chắc ăn của nó. Còn cây mai này trường hợp như vậy là nó lên được, nó dựa vào cái nhựa của cây mai, nó còn dựa trong sức của cây mai có cái nhựa của nó lên, nó phát triển. Chứ thật ra nó chưa có hút cái rễ mới, nó chưa có hút đất ở trong môi trường mới nha. À, cây mai này chắc ơi miền Tây đem lên để cho các bạn xem kỹ là cái gốc mai thế mai ha. Cái thế mai thì nó cũng bình thường thôi các bạn à, mai bình thường nó là cái gốc thôi, phôi mai thôi, nhưng mà cái phôi này nếu mà giá khoảng 5 triệu thì cũng không đắt ha. Được cái nó có bộ rễ nó tạo sẵn rồi, giờ mình trồng ở chôn đất tới đây thôi, phơi cái bộ rễ lên, bây giờ bộ rễ nó lòi lên đấy, rồi để lòi rất là đẹp ha. Rồi gốc đây này, qua gốc đây đẹp. Đấy, thăm thu qua gốc này cho bạn xem từ gốc bên này ha. Bên đây. À, bên đây cũng đẹp đó bạn. Nhưng mà cái mai này gốc đẹp hết nhỉ. Bên đây cũng đẹp hết nè. Gốc bên đây cũng khá đẹp hết cho theo. Thì cái rễ bên đây nó không có đông đều như bên kia, nhưng mà rễ đem được mấy cái rễ lớn á. Nó có mấy cái rễ lớn, bên kia nó một số rễ nhỏ. Rễ nhỏ. Thật ra cái mai này nó chỉ đẹp bộ rễ thôi. Còn cái dáng nó không được đẹp lắm, cái dáng nó cũng bình thường. Cái dáng nó bây giờ cũng nghệ nhân phải can thiệp vô mới tạo được ra một cái dáng đẹp, nó mới đẹp. Nè, xem ha. Thôi đi dắt dòng cho bạn chiêm ngưỡng cái phôi mai này ha. Phôi mai 4 triệu. 4 triệu, 5 triệu, 5 triệu, 4 triệu. Có chừng mấy 5 triệu vậy. À, đây. Xèo quá. Để thăm thu quay cho tổng quát luôn cái gốc này, cái phôi này, phôi mai này ha. Gốc bên đây thứ như mày nha, đi qua gốc này thứ coi. Gốc này coi. Thấy đẹp hết chứ, nói chung là gốc này bốn phía nào nó cũng đều cũng đẹp hết chứ. Nói chung gốc này đẹp, cái mai này đẹp, mai này 5 triệu cũng không mắc.
gốc này 5 triệu cũng đáng đi. Năm thu sẽ đo hành có bao nhiêu ha, gốc hành nó có bao nhiêu nha. Năm thu sẽ là thử coi. Cái hành này các bạn, hành này nó khoảng 50 á. Đây là hành khoảng 50. Này chơi bonsai ép cho nó lùn lại ha. Bây giờ làm sao tạo cái dáng như này nè. Dáng này cho nó, đừng cho nó cao quá. Nó phân tán rộng tí nữa. Đừng cho cao. Đây để kết đứt bộ rễ. Kết đứt bộ rễ rất là đẹp. Khi mà họ bán á, họ bán cái mà cái phôi này họ bứng lên họ bán, mà thấy họ vận chuyển rất là lâu mà về nó đâm từ như thế này đây, chứng tỏ họ dùng thuốc tăng trưởng rất là nhiều. Cái bầu đất như thế này đây nè, đó họ phun thuốc kích thích rễ lên cái thân cây, đồng thời họ giữ cái độ gốc này nè, họ phun thuốc cho gốc luôn. Gốc nó họ để không có, đừng có bằng để khô như thế này á, nó vừa đổ độ ẩm thì nó sống. Nếu các bạn mà nhúng nước mà nó nhiều quá, nó ẩm là nó thối là nó chết á. Thành ra có nhiều người mà khi mà chăm sóc mai, họ cưng mai quá đó, cái họ tưới nước nhiều á, cái mai nó bị úng các bạn, úng để nó chết á. Thôi năm nay năm khô sẽ giới thiệu các bạn cái phôi mai này ha. Hôm nay mình về quê, cái tình cờ mình thấy khách hàng gửi cái gốc mai này đẹp quá, mình làm cái clip cho xem với chia sẻ cùng các bạn. Thôi bye bye, chào các bạn nha, thêm gì khác.